Thưa quý vị, sau hơn 30 năm thành lập, diện mạo nông thôn huyện Thạnh Hóa đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, nhất là khu vực nông thôn. Và kết quả này cũng là nhờ vào những nỗ lực không ngừng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thạnh Hóa hiện có 5 trên 10 xã đạt nông thôn mới, trong đó có xã Tường Tây đạt nông thôn mới nâng cao. Giai đoạn 2026-2030, huyện Thạnh Hóa phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, trong giai đoạn tới, huyện sẽ tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, cơ bản đồng bộ hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn, đô thị và kết nối các vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại giao thương. Để nguồn ngân sách cũng như là từ cái sự đóng góp của người dân để phấn đấu trong năm 2024 là đạt 17,5 trên 19 tiêu chí. Các cái tiêu chí về hạ tầng, về điện, an ninh trật tự và cái tiêu chí môi trường thì các cái tiêu chí này là có cái sử dụng nguồn vốn tương đối lớn hơn so với các cái tiêu chí khác. Xác định nông nghiệp là trụ cột chính trong phát triển kinh tế, do đó huyện Thạnh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, triển khai mạnh mẽ chương trình OCOP, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương theo hướng bền vững.